Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, thì mời quý thính giả chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện có tựa đề Khi những phong trẻ trả thù. Câu chuyện này của tác giả Nguyễn Sĩ Đoàn. Nguyễn Sĩ Đoàn mới vừa cộng tác với kênh Xóm của chúng ta, và hy vọng thời gian sắp tới anh ấy sẽ có rất là nhiều tác phẩm gửi đến cho tất cả quý vị cùng nghe. Quý vị nếu như yêu mến cái cách viết và văn phong của Sĩ Đoàn thì hãy tương tác trang Facebook cá nhân với anh ấy nhé. Đường link của tác thì có đính kèm ở trong phần mô tả video. Trong quá trình nghe truyện, quý thính giả đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm, thì chân thành cảm ơn rất nhiều. Ngay bây giờ, không để cho mọi người phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Làng Đồng Tiến thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, xưa kia có tên là làng Bưởi, toàn là rừng rậm núi cao, không có đường đi nhất định. Ai thích đi lối nào tự phát đường mà đi. Từ ngày chuyển sang chế độ Cộng Hòa, làng Bưởi đổi tên thành Đồng Tiến. Con đường nối ra đường Cái Quan được đắp thời cải cách nên đặt tên là đường Cải Cách. Hai bên đường người ta trồng đủ các loại cây thân gỗ như đinh, liêm, sến, táu. Đến đầu làng, người ta trồng một cây gạo để đánh dấu biên giới làng. Theo lời các cụ cao niên kể lại rằng, vào cái thời xa xưa, nơi đây không có người ở, bởi có một ông thầy địa lý người Tàu đi kinh lý ngang qua phán rằng làng Bưởi là đất nghịch, thời bình thì toàn mầm phản loạn, thời chiến thì ma tà quỷ quái cùng lũ trộm cướp hoành hành làm hại dân lành. Cũng vì lẽ đó mà thời kháng chiến 9 năm chỉ có toàn lực lượng quân đội đến ở. Về sau do đất chật người đông, cộng thêm sự khuyến khích khai hoang phục hóa của chính phủ nên dân cư đông dần lên. Suốt cuộc chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của giặc Mỹ, Đồng Tiến đón hàng loạt cơ quan xí nghiệp từ thành phố Thái Nguyên về sơ tán, nhưng cũng không hề bị một viên đạn nào của kẻ thù bắn xuống. Ngày hòa bình, khối người xin ở lại và được chính quyền địa phương cấp đất. Trong làng có nhiều dòng họ, nhưng mạnh nhất, đông nhất chỉ có họ Trần Văn và họ Vũ. Hai dòng họ này hoặc thay nhau hoặc cùng nhau nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong làng xã. Được cái, hai dòng họ này rất là đoàn kết, gắn bó đồng lòng giúp dân ấm no hạnh phúc, như đúng với cái tên Đồng Tiến tức Tiền Đóng. Không hề có chuyện tranh quyền đoạt vị như một số làng khác. Tên cha mẹ đặt cho chị Tông là Mận. Sau này Mận lấy anh Tông nên những người già trong làng thường gọi chị bằng tên của chồng. Phong tục làng quê nó thế quen rồi, nhiều cụ bà cao niên lắm lúc nghĩ mãi mới nhớ ra cái tên của mình hồi trẻ. Mận là người đầu tiên của Đồng Tiến đi học y khoa, khi ra trường với trình độ y sĩ. Ban đầu chỉ là nhân viên trạm y tế xã, sau nhờ sự phấn đấu không ngừng nghỉ, Mận lên chức trạm trưởng. Mận là một cán bộ chịu khó, tận tụy. Nhiệm vụ được giao, Mận làm băng băng, từ việc khám chữa bệnh đến đỡ đẻ, từ phong trào chống dịch bệnh đến thăm hỏi người bệnh tại nhà. Ai cũng khen và nể trọng. Hội đoàn nào cũng muốn mời Mận tham gia. Mận giữ nhiều chức vụ trong xã như ủy viên hội đồng nhân dân, hội trưởng phụ nữ, phó chỉ huy dân quân du kích, bí thư danh dự đoàn thanh niên. Nghe đầu người ta còn muốn mời Mận làm chủ tịch danh dự hội bóng chuyền nữ nữa. Điểm nổi trội của Mận là rất mát tay trong công việc đỡ đẻ. Mận được mọi người dân Đồng Tiến và các vùng phụ cận tặng danh hiệu bàn tay vàng hoặc bà mụ mát tay. Tất cả những thai phụ ra trạm xá chờ đẻ khi biết y sĩ Mận trực tiếp giúp mình vượt cạn thì rất yên tâm. Những đứa trẻ được Mận cắt rốn, tắm rửa đều khỏe mạnh trước khi trao cho người nhà sản phụ. Tuy vậy, đường chồng con của Mận lại khá muộn.
Ngày ấy, gái quê 23, 24 tuổi là coi như ế. Nguyên nhân thì ai cũng biết, nhưng không ai nỡ nói ra. Tính tình Mận như một người đàn ông hổ lửa, quyết liệt và bậm trợn. Những bà mẹ chồng nơi quê mùa chất phác rất sợ loại con dâu như thế. Không ai có thể quên được trận xô xát giữa Mận với cô hộ lý của trạm xá mấy năm trước. Nguyên nhân vì sao hai người không ai chịu nói. Chỉ thấy hôm ấy Mận xông đến cắt ngang cô hộ lý nhỏ bé kia một cách nhẹ nhàng. Mận nói nhỏ đủ để cho cô hộ lý nghe. Này bé con, mày nên nhớ rằng tao đủ sức ném mày ra ruộng đó nhé. Mày im ngay không con ranh con. Cô hộ lý mặt cắt không còn hạt máu, đôi mắt rần rấn nước. Vâng vâng, em biết lỗi của em rồi. Em xin hứa với chị, em sẽ câm như hến mùa đông ạ. Mận cười nhạt. Ừ, phải thế chứ. Chị mày chỉ là y sĩ, nhưng chưa bác sĩ nào dám coi thường nhé. Nói xong, Mận đặt cô hộ lý trở lại mặt đất như người ta đặt con búp bê. Ngoài những lần Mận nổi khùng nóng giận phát tiết ra mồm, người ta thấy Mận cũng dịu hiền, lại có tính thương người bệnh nghèo khó. Lắm khi Mận còn trả thay tiền thuốc hoặc đơn giản là nhường suất ăn của mình cho người bệnh. Giờ nghỉ ngơi cũng như là lúc làm việc, Mận ăn vẫn rất đẹp. Từ cái xe đạp phượng hoàng xích hộp màu rêu có quả bông đỏ nhúng nhảy ở phía trước, đến cái áo, cái quần. Từ cái đồng hồ Bonjot mạ vàng nhỏ xinh, đến sợi dây chuyền vàng chóe đeo nơi cổ. Từ đôi má thoa nhẹ chút phấn hồng, đến đôi môi tô son đỏ chót. Tất cả đều là hàng đắt tiền. Nghe nói, thỏi son môi cô dùng bằng nửa tháng lương của cán bộ hành chính. Phía ngoài, Mận khoác hờ cái áo blue trắng, trông rất duyên dáng và ưa nhìn của giới trí thức. Vào giữa thập kỷ 60 của thế kỷ 20, ăn mặc như thế là phải thuộc diện khá giả lắm. Vô Khối kẻ ngồi lê đôi mắt đặt câu hỏi. Còn Mận nó làm gì mà giàu thế ha? Thanh tra huyện, thanh tra ti bị mù mắt hết rồi hay sao? Những câu hỏi cứ bâng quơ giữa trời giữa đất, rồi cũng đến tai Mận. Cô nổi giận đùng đùng, đứng dạng hai chân, khuỳnh hai tay như cái bình cổ ngay giữa phòng khám mà nói to. Hỡi những kẻ ném đá giấu tay, hỡi những cái đứa mà hay ghen ăn tức ở, hãy vảnh cái tai lên cho rộng ra mà nghe mẹ mày nói nè. Mẹ mày không có đi đánh đỉ, không ăn trộm ăn cắp của ai. Mẹ mày phải sắp mặt ngửa mặt hằng ngày với cất đáy lợn, với bèo khoai cắm bã mới có được như ngày hôm nay nhá. Công đoàn y tế huyện lập tức cử ngay một cán bộ về nhà Mận. Sau khi kiểm tra, người cán bộ kia báo cáo trước ban kiểm tra. Đồng chí Mận giàu là đúng, rất giàu nữa là đằng khác. Cách làm giàu của đồng chí Mận đáng để cho chúng ta học tập. Mọi người tò mò hỏi cho rõ ràng. Nó làm giàu bằng cách nào? Ôi trời ơi, nhà đồng chí ấy như một cái trang trại chăn nuôi cấp xã. Trong chuồng có tới 20 con lợn giống F1 to như con bê. Đấy là chưa kể gà vịt ngang ngỗng nuôi hàng đàn. Đồng chí Mận còn cho tôi xem cái tấm bằng khen của Ủy ban hành chính tỉnh về thành tích bán 2 tấn thịt lợn hơi một năm cho mậu dịch đấy. Mọi người ồ lên một tiếng rồi lặng im suy nghĩ. Cái thời cám bã bèo khoai khó khăn mà vỗ béo được 20 con lợn thì quả là phi thường. Không ai hiểu Mận nuôi bằng cách nào. Có người thật lòng hỏi Mận về kinh nghiệm. Cô cười khì khì. Mua ống đủ đủ á, về thổi nó lên. Ban đầu Mận nuôi lợn như bao người dân khác trong làng. Nhưng lợn chậm lớn quá, nếu tính chi ly còn bị lỗ vốn công sức. Mà cái giống F1 ham ăn lắm, quá giờ là chúng kêu thét như bị chọc tiết. Vốn có kiến thức về y khoa nên Mận hiểu rằng không gì bổ bằng máu và thai nhi của sản phụ. Cái này ở trạm xá thì vô thiên lũng. Ngày ấy sinh đẻ vô tội vạ, có bà còn đến xin phá thai vì vỡ kế hoạch hoặc vì tuổi cao. Lại có những cô gái do ăn cơm trước kẽn
hoặc do chuyện tình đổ bể cũng thẩm thục vào ra. Tất cả mọi thứ moi từ bụng các cô, các bà sản phụ đều được Mẫn nhấn sâu vào cái vạt nấu cám và rau, lúc nào cũng sôi sùng sục. Không ai ngờ và nghĩ đến điều này. Phải đến hơn chục năm sau, người ta mới biết vụ xô xát giữa Mận và cô hộ lý năm xưa là do cô hộ lý phát hiện ra việc làm này của Mận và cô ta định tố cáo. Mận lấy anh Tông năm cô 28 tuổi. Vào đúng thời điểm này, cái tin cô Hương không chồng mà chữa bụng ra. Ngày ấy, tội chữa hoang nặng lắm, rất là khủng khiếp. Không ai biết tác giả của cái bào thai kia. Gia đình hết ngon ngọt dỗ dành đến đánh đập vô cùng tàn nhẫn, cũng không cậy nổi từ miệng cô nửa lời khai ra người mình yêu. Cô Hương thuộc dòng họ Lê, một dòng họ nhỏ nhoi mờ nhạt của làng Đồng Tiến. Hương vốn xinh đẹp từ hồi còn bé. Năm 17 tuổi, Hương trổ mã rực rỡ như bông hồng nhung ngậm sương buổi sớm. Bao nhiêu trai làng nhìn cô thèm muốn. Vô khối chàng trai tận trên phố huyện bỏ ngày bỏ buổi tìm về Đồng Tiến chỉ với ước mong duy nhất là được nhìn thấy người đẹp một lần. Khi thấy rồi lại đâm ra ngày nhớ đêm mong. Con trai một vị lãnh đạo huyện đã phát điên vì bị Hương từ chối lời cầu hôn. Bọn trai làng uất ức tìm cách vây cô. Ngày xưa gọi là giữ gái làng. Tất cả những chàng trai làng khác đến nhà Hương, dù bất cứ vì lý do gì, khi quay ra đều bị trả giá. Nhẹ thì cả người lẫn xe đạp bị trai làng quăng xuống mương. Nặng thì phải trần truồng lội xuống ao bắt bằng được con ốc đực giữa mùa đông giá buốt cùng lời cảnh báo. Nhớ lấy, lần sau đừng có dại dột đến đây mà tán gái Đồng Tiến nữa, nghe không? Không ai bị đánh đập, nhưng những hình phạt như thế cũng đủ khiến họ phải từ bỏ ước mơ lấy Hương. Khi cái tình cô Hương chữa hoang lan ra, bao nhiêu uất ức hờn ghen của lũ trai làng và của đa số người dân trút xuống đầu Hương. Nhiều lần Mận đến tận nhà vận động cha mẹ của Hương và bản thân Hương đi nạo thai. Mận đã tính kỹ rồi, nếu Hương đồng ý thì Mận có nhiều cái lợi. Thứ nhất, hội phụ nữ xã vẫn đạt ba đảm đang. Thứ hai, đoàn thanh niên vẫn đạt danh hiệu đoàn thanh niên tiên tiến. Thứ ba, điều này mới là quan trọng nhất, Mận sẽ được thêm một cái thai nhi mang về nuôi lợn. Gia đình và bản thân Hương phản đối. Đã trót rồi thì để đẻ, để nuôi, chị về đi. Không đạt được nguyện vọng, Mận lớn tiếng phê phán chuyện của Hương chữa hoang. Nào là nhân cách, nào là đạo đức, nào là danh dự, đều được Mận nâng thành quan điểm người công dân của xã hội chủ nghĩa. Cô nói quang quang ngay tại sân nhà Hương, xóm diện xô đến hóng chuyện rất đông. Tiếc thầy, họ đều ủng hộ quan điểm của y sĩ Mận, không một lời bênh vực Hương. Cũng có một hai người muốn vài lời phân tỏ nhằm che chở cho Hương, nhưng thấy cái không khí ngùng ngục ấy lại không đủ can đảm lên tiếng. Tội nghiệp cho cô gái mới 18 tuổi, chỉ còn biết chạy trốn vào buồng úp mặt xuống giường mà nức nở. Không chịu nổi búa rìu dư luận, vào một đêm mưa dầm gió bất, Hương ra cây gạo đầu làng, treo cổ tự tử. Gia đình Hương tìm thấy dưới gối lá thư tuyệt mệnh của cô. Trong thư, cô oán trách người làng không có lòng nhân đạo bao dung. Cô thề rằng, dẫu có thành ma, cũng sẽ trở về vật chết hết tất cả những kẻ đã từng buông lời sỉ vả, miệt thị cô. Gia đình Hương hoảng quá, vội đốt ngay lá thư. Từ đó, thỉnh thoảng, người đi qua cây gạo vào ban đêm nhìn thấy một bóng người thiếu phụ trẻ mặc bộ áo quần trắng toát ngồi vắt vẻo trên cây, tay bế một đứa nhỏ đung đưa như người mẹ đang dỗ con. Dưới gốc cây gạo có thêm mấy đứa trẻ trần truồng nô nghịch. Để yên lòng mọi người, gia đình cô Hương xây một cái miếu nhỏ ngay dưới gốc gạo. Miếu hình vuông, mỗi chiều chừng 1 mét, cao gần 2 mét, ba mặt xây kín. Chiều cao được ngăn làm 2 tầng,
có mái che cẩn thận. Tầng trên xây một cái bệ nhỏ đặt bát hương, tầng dưới bỏ không. Mặt trước có hai cửa tò vò nhỏ trên dưới. Ngày sóc ngày vọng, gia đình cô Hương cùng mấy cụ già trong làng đều ra đây hương khói. Người ta gọi là miếu cô Hương, cánh đồng cô Hương, cây gạo cô Hương. Nghĩa là tất cả mọi vật gần miếu cô Hương đều được gắn hai chữ cô Hương vào. Nghe nói miếu cô Hương thiêng lắm, mọi sự bán bổ đều bị cô Hương trừng trị thẳng tay. Chẳng nói đâu xa, như ông Bình giàu có nhất làng Đồng Tiến, ở xóm giữa. Ông Bình thuộc diện không sợ trời, không sợ đất, làm nghề đồ tể, tức là giết mổ lợn. Tiền của ông có tới ngàn vạn. Hồi cô Hương còn sống, mấy lần ông ngỏ lời muốn đón cô về làm phòng nhì. Ông ta tưởng rằng có tiền mua tiên cũng được, nhưng ông đã lầm. Cô Hương cự tuyệt thẳng thừng. Dê già mà đòi gặm cỏ non, khiến cho ông ta xấu mặt với xóm giềng. Thế mà nay khi cô Hương chữa hoan, chính ông ta lại sỉ vả nhân cách của cô thậm tệ ngay giữa sân kho hợp tác xã. Một đêm mưa rào, ông Bình đi soi ếch qua gốc gạo, mà xui quỷ khiến thế nào, ông ta vạch quần tè ngay một bãi trước cửa miếu. Vừa đái, ông ta vừa nói: "Này thì ma này, này thì quỷ này, có giỏi ra mà cắn chim của ông đi." Còn đang lẩm bẩm, bỗng nhiên từ trên cao tuột xuống một cái xác chết bị treo cổ. Mùi tử khí tỏa ra lạnh buốt dù giữa đêm hè oi bức. Do bị thắt chặt bởi sợi dây thừng ngang cổ nên khuôn mặt xác chết thật kinh dị, ma quái. Cái mồm há to, cái lưỡi thâm xì dài ra tới hơn 2 tấc, như đang cố hít lấy luồng không khí cuối cùng. Máu từ mồm, từ mũi, từ tai chảy ròng ròng thành vũng ở dưới đất. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt, khiến cho ông muốn nôn mửa. Ông Bình chưa kịp hoàn hồn, cái xác kia bỗng mở bừng mắt, toàn là lòng trắng lòi ra, trừng trừng nhìn ông. Xung quanh ông Bình còn thêm mấy đứa nhỏ trần truồng cưỡi những con lợn giống F1 mà gào thét: "Giết, giết chết nó đi mẹ ơi, giết nó đi mẹ." Cái xác cất tiếng âm u như vọng từ tầng địa ngục thứ 18. "Lên đây đi, lên đây với em nè, hỡi kẻ muốn lấy em làm vợ." Ông Bình tưởng như chết cứng, mọi hành động không còn tuân theo sự điều khiển của ông nữa. Ông như kẻ vô thức. Ông lẳng lặng tháo sợi dây rút quần được may bằng vải rất bền chắc. Ông trèo lên cây, chọn một cành chắc chắn, thắt dây thòng lọng, rồi chậm chậm chui đầu vào. Đúng thời điểm ông Bình định buông tay, thả cho thân mình lơ lửng, bất chợt lũ chó ở trong làng tru lên từng hồi ghê rợn. Bóng ma thiếu phụ cùng lũ trẻ con cưỡi lợn đều biến mất. Ông Bình giật mình như vừa qua cơn ác mộng. Ông tự hỏi: "Mình đang làm cái gì thế nhỉ?" Hiểu ra, ông cuống cuồng nhảy xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Ông kể cho vợ nghe. Bà Bình rùng mình kinh hoàng. Dẫu là nửa đêm, bà vẫn lôi chồng ra miếu cô Hương, thắp hương quỳ lạy sám hối. Canh tư đêm ấy đang ngon giấc, chợt ông Bình bừng tỉnh bởi bị một con chuột vàng to bằng cán liềm cắn nhẹ vào chân. Mắt ông sáng lên, thấy chuột vàng là trời cho của. Nhìn sang bên thấy bà vợ ngủ say, ông len lén rời khỏi giường. Lạ thay, con chuột vàng cứ quẩn quanh bên chân ông mà không thể nào vồ được. Rồi nó chui qua khe cửa chạy ra sân. Ông Bình như kẻ hớp hồn mở vội cửa lần đi theo. Ông đuổi nhanh, con chuột chạy nhanh. Ông đi lững thững, con chuột dừng lại như chờ đợi. Tới gốc gạo, con chuột vàng bỗng leo phát lên cây. Ông Bình quyết bắt nên cũng trèo theo. Tình mơ hôm sau, mấy bà đi chợ huyện sớm
phát hiện ra một người treo cổ trên cành gạo. Họ rú lên khiếp đảm. Bớ làng nước, có người tự tử, có người treo cổ nè. Dân làng đổ ra hạ cái xác xuống và nhận ra ông Bình treo cổ bằng chính sợi dây rút quần của mình. Kể từ đó, không ai dám qua miếu cô Hương vào ban đêm nữa. Vào một đêm mùa đông, Mận đã ngủ được một giấc dài. Chợt nghe tiếng lợn kêu rầm rĩ cùng tiếng cười của con trẻ. Quái lạ, từ ngày thằng Bo, đứa con duy nhất của Mận chết đuối đến nay, nhà vắng hẳn tiếng trẻ. Vậy tiếng trẻ từ đâu? Chẳng có kẻ trộm đạo nào khi hành sự lại mang theo con nhỏ cả. Họa có là điên khùng. Nghĩ tới những đứa trẻ, lòng Mận đau như dao cắt. Chỉ sơ sảnh một chút mà Mận mất con. Thằng Bo là một đứa trẻ ngoan nhưng yếu ớt. Một ngày béo, 7 ngày gầy, ốm đau triền miên. Nó sống được là nhờ thuốc. Dân làng bảo nhau, may mà thằng Bo là con bác sĩ, chứ còn dân đen thì chết lâu rồi. Vợ chồng Mận hết sức cưng chiều, nó muốn gì được nấy. Cha mẹ làm chẳng vì con thì vì ai. Một hôm, Mận thấy nó cầm quả bóng vùng vằng như đang giành giật với ai, miệng thì gào khóc. Trả anh đây, trả cho anh đây. Mận hỏi, con làm sao thế? Nó trả lời, mấy em có giành quả bóng của con kìa. Mận ngạc nhiên bảo, làm gì có em nào đâu con. Sự việc đó cứ lặp đi lặp lại hàng ngày, khiến cho Mận lo lắng. Nghĩ con mình có bệnh về thần kinh, Mận đưa con lên bệnh viện huyện khám. Một bác sĩ thân quen bảo, cháu hoàn toàn khỏe mạnh. Cho đến ngày nó được 4 tuổi thì chết đuối tại cái ao sau nhà. Có người lại cho rằng thằng Bo bị ma dìm chết. Ông Hoàng, trưởng tộc họ Trần Văn, cho mời ông quản đến xem ngày giờ khâm liệm chôn cất cho thằng Bo. Chẳng cứ gì ông Hoàng, cả cái làng Đồng Tiến này đều như thế. Mọi việc trong làng từ khởi công, cất nóc, khánh thành đến chuyện mồ mả tâm linh đều một tay ông quản lo liệu. Ông quản hơn 60 tuổi, thuộc dòng họ Nguyễn, có đến mấy đời làm nghề thầy pháp. Ông độc thông, viết thạo chữ Tàu, thông thuộc bùa chú tướng số nên được nhiều người nể trọng, xem ông như bậc thánh sống trong làng. Đứng ngắm nghía thằng Bo nằm sóng sượt, cứng như khúc gỗ trên cái giường nhỏ, ông quản nói, không ổn, không ổn rồi cụ Hoàng à. Ông Hoàng vội hỏi, nghĩa là làm sao hả cụ? Nhấp một ngụm trà đặc, ông quản ngập ngừng nói, theo tướng pháp chỉ rất rõ, nó là đứa con ranh con lộn, có thể kiếp trước hoặc là kiếp này. Chị Mận với nó có mâu thuẫn rất gay gắt. Nó đầu thai vào nhà chị Mận để trả thù, để đòi nợ. Đúng là hoàng gia trái chủ. Và có thể nó còn lộn vào nhiều kiếp nữa nếu chị Mận tiếp tục sinh đẻ. Ông Hoàng hốt hoảng hỏi, vậy cụ có cách gì cứu vợ chồng nó không? Ông quản nói, những linh hồn chết trẻ gặp đúng giờ độc thường ở rất thiền. Bọn này nó hung dữ và tàn nhẫn lắm, chẳng biết phải trái, cứ thích ra là chúng làm thôi. Tôi không đủ tài để trị chúng, nhưng tôi sẽ giới thiệu cho một người cao tay hơn tôi. Ông Hoàng nhưng người chết đuối vớ được cọc. Vâng, xin cụ hết sức giúp cho. Trở lại chuyện cái đêm kinh hoàng của chị Mận. Nghe tiếng lợn kêu và tiếng trẻ ngoài sân, chị Mận vùng dậy lao ra. Thoạt đầu, tưởng mình hoa mắt, Mận đưa tay lên dụi mắt mấy cái và nhìn lại.
dưới ánh trăng đỏ sậm màu máu chụp xuống trần gian. Cái màu đỏ đến rợn người đó như muốn nuốt chửng ngôi nhà của vợ chồng Mẫn đang ở. Trên cái sân rộng được nện bằng đất để phơi thóc, hiện hiện những con lợn F1 trắng lớp phá chuồng từ khi nào đang chạy quanh sân. Trên lưng mỗi con là một hài nhi trần như nhộng. Đứa nào trên tay cũng cầm một cái que nhỏ, tay còn lại nắm chặt tai lợn như các chiến binh cổ xưa vung kiếm xông ra chiến trường. Đàn lợn lúc vật vờ, lúc như điên như dại, hơi thở hỗn hển tỏa ra mùi nồng nặc hôi tanh đến lợm giọng. Lúc thì chúng lại xếp thành vòng tròn, khi chạy nối nhau thành hàng một, khi lại xếp thành hình thù kỳ dị dưới sự điều khiển khéo léo của lũ hài nhi. Chúng hét to: "Hãy trả mạng cho ta, hãy trả mạng lại cho ta." Từ miệng chúng phả ra từng luồng gió lạnh ê buốt. Thỉnh thoảng chúng lại cất lên một điều cười ghê rợn như người ta cạo tinh nứa. Mận kinh hột bạc vía, bao nhiêu nghị lực, bao nhiêu can đảm trong Mận tan biến sạch. Sống lưng chị lạnh toát, chân tay Mận tê cứng, miệng há to không thể ngậm lại được. Tim chị như ngưng đập. Ngoài vườn tiếng chim cú kêu lên từng hồi man dại. Một gương mặt hài nhi kề sát mặt Mận, nó nhè cặp lợi đỏ lồm chưa mọc cái răng nào. Từ miệng nó chảy ra một chất dịch đỏ như máu, mùi hôi tanh nồng nặc khiến Mận choáng váng. Cặp mắt lồi ra quá cỡ của chúng nhìn chị trừng trừng đầy máu lạnh, như muốn ăn tươi nuốt sống. Chị ngã bật ngửa về phía sau, thét lên thất thanh: Mà cứu!" Trước khi ngất đi, Mận vẫn còn kịp nghĩ: "Phải bán thôi, phải bán ngay cái lũ lợn ma quỷ này thôi." Từ lúc thấy vợ ngồi dậy, anh Tông nghĩ vợ đi vệ sinh, rồi lại thấy vợ tự nhiên ngã lăn ra đất. Anh ngỡ bị cảm, vội bế vào giường cạo gió đánh cảm. Trời vừa hửng sáng, Mận đã gọi ngay người vào bán. Chị sợ lắm rồi, không thể để lũ lợn ma này thêm một ngày nào nữa. Người mua đến hỏi: "Cậu bán hết hả? Giá bao nhiêu?" Mận chưa kịp đáp lời, lũ lợn trong chuồng đồng loạt lồng lên, mắt con nào con nấy đỏ ngầu. Chúng chạy quanh chuồng gầm gừ hung dữ như đàn sói rừng. Người mua sợ quá bảo: "Thôi, để đến chiều chị tới xem lại nha." Mận bước hẳn vào chuồng, xoa đầu từng con lợn, thủ thỉ như nói với những đứa trẻ: "Ngoan nào yến của mẹ. Hiện nay mẹ rất là bận, không có thời gian chăm sóc các con. Hai nhà cũng gần nhau, lúc nào rỗi mẹ sẽ sang thăm." Lũ lợn đứng im lặng, cúi đầu tỏ vẻ buồn bã. Có con còn chảy cả nước mắt. Con đầu đàn lấy cái bụng to kềnh cọ cọ vào chân Mận, ra chiều nhận lỗi. Mận vỗ nhẹ vào lưng nó mà dặn dò: "Chị Yến nhớ bảo ban các em nha, đừng có như ban sáng á, mẹ sợ lắm." Con đầu đàn học lên một tiếng rồi nằm phủ phục. Tưởng thế là ổn, ai ngờ buổi chiều người mua vừa đến, đàn lợn đứng lên bằng hai chân sau, hai chân trước chắp lại như người vái lại. Người mua lợn khiếp đảm chuồn thẳng. Tối hôm ấy, Mận kể lại cho chồng nghe, đồng thời kể luôn chuyện cách nuôi lợn của mình từ nhiều năm nay. Rồi Mận kết luận: "Chúng nó không còn là lợn nữa, mà là bị những vong hài nhi nhập vào." Anh Tông cười phá lên, bảo rằng: "Ôi, mình là người có đạo, mà sao em vẫn tin vào chuyện ma quỷ? Chết là hết." Mận khóc van vỉ: "Anh hãy tin em đi và tìm cách cứu em. Nếu cứ thế này em chết mất." Anh Tông hỏi: "Theo em á, ta phải làm thế nào?" Mận nói: "Phải vứt chúng vào rừng, càng xa càng tốt." "Sao không làm thịt mà bán? Có một đống tiền á chứ ít đâu." "Không, không được. Đó là những vong linh hài nhi nhập vào,
anh hãy nghe em một lần. Nói rồi, Mận đứng lên sửa soạn một cái lễ khá thịnh soạn. Tuy không bằng lòng với cách xử lý của vợ, mang tính chất mê tín quá, nhưng vì quá yêu chiều vợ nên anh Tông đành làm theo. Sớm hôm sau trời còn tối mò mò, Mận bưng lễ ra tận cửa chuồng lợn, quỳ xuống khấn. Tôi có mắt mà như mù, dạ dột chạm phải oai linh. Tôi biết tội của mình rồi, nay xin trước các người đi cho. Đàn lợn ve vẫy cái đuôi, tỏ ra vui mừng. Mận gieo hai đồng chinh cổ ba lần, đều được một sắp một ngửa. Biết là đàn lợn đã đồng ý, hai vợ chồng mở cửa chuồng, lùa chúng đi sâu vào rừng. Đến đầu giờ chiều thì dừng lại. Tính ra vợ chồng Mận đã đi được 5 tiếng đồng hồ, quãng đường cũng phải 10-15 cây số. Mận quỳ xuống khấn thần linh thổ địa nơi đây chấp nhận đàn lợn. Xong xuôi, Mận cho lợn ăn, rồi hai vợ chồng lẳng lặng ra về. Về đến nhà trời đã tối mịt tối mò. Hai vợ chồng sắp ngửa nấu cơm và yên tâm đàn lợn sẽ ở lại với rừng. Vừa bưng bát cơm lên miệng, chợt Mận nghe tiếng lợn réo như bị chọc tiết. Nghĩ mình bị còn ám ảnh, nhưng chị vẫn đặt bát cơm xuống, chạy ra chuồng lợn. Chị kinh hoàng khi đàn lợn đã về chuồng đầy đủ từ khi nào không rõ. Mận thét lên: Anh ơi, anh ơi! Anh Tông bỏ vội bát cơm chạy ào ra. Trước mắt anh, đàn lợn đứng hết cả lên, hai chân trước vỗ vào nhau như người ta hoàng hồ. Chị Mận ngồi thụp xuống ôm ngực, nôn thóc nôn tháo. Đến lúc này, anh Tông mới tin những điều vợ nói. Và cũng từ đêm ấy, đàn lợn không ở trong chuồng nữa. Chúng đi đâu cũng không rõ. Có người nhìn thấy hằng đêm chúng xuất hiện nơi gốc gạo. Người ta đồn rằng đàn lợn ma quái cùng những vong hài nhi đã được vong cô Hương thu nạp. Cũng từ đêm đó, chị Mận tinh thần hoảng loạn, khi khóc khi cười. Cặp mắt lá dăm bình thường rất đẹp của Mận đảo qua đảo lại liên tục. Mận sợ ánh sáng, thích ngồi im lặng trong phòng tối. Hễ đặt lưng xuống giường là gặp toàn ác mộng. Anh Tông đưa vợ lên bệnh viện tỉnh. Vì là người có ngành y nên các bác sĩ khám rất cẩn thận. Sau 2 ngày, hết xăm soi, chiếu đến nghe, gõ đập, họ kết luận chị Mận hoàn toàn khỏe mạnh. Cuối cùng, họ đưa Mận sang gặp bác sĩ Huấn. Bác sĩ Huấn 57 tuổi, tuy là người Tây học, nhưng ông lại rất say mê nghiên cứu về phân tâm bệnh. Ông hiểu biết về tâm linh phương Đông sâu sắc. Hễ nghe ở đâu xảy ra bất cứ điều gì liên quan tới tâm linh là dứt khoát ông dành thời gian đến tìm hiểu, nghiên cứu. Ông chìa tay thân mật, bắt tay Mận. Chào đồng nghiệp. Mận vừa thò tay ra, chưa kịp bắt, đã vội rút tay về, giấu vào sau vạt áo, vẻ sợ sệt. Người chị co rúm lại. Ông Huấn nhẹ nhàng: Đừng sợ. Rồi ông chỉ cái ghế đối diện mời Mận ngồi. Anh Tông hỏi nhỏ: Bệnh của nhà tôi có chữa khỏi được không ạ, thưa bác sĩ? Ông Huấn động viên: Cô ấy bị sang chấn tâm lý rất là nặng, cứ để cô ấy ở đây đi cho yên tĩnh. Chỉ khi nào cô ấy thật sự bình tĩnh, vùng tâm thức không bị khuấy động bởi những tác động ngoại cảnh thì mới có thể nói được. Tôi sẽ cố gắng, anh yên tâm đi. Cô Mận còn là đồng nghiệp của chúng tôi, có phải vậy không đồng chí Mận? Mận nhoẻn miệng cười, nụ cười của người hoàn toàn không mắc bệnh gì hết. 3 tháng sau, Mận khỏi bệnh và đi làm lại. Nhưng hôm nay, chị lại mất tích một cách khó hiểu. Mới chiều muộn hôm qua, Mận nói với chồng: Sớm mai ông trưởng phòng tổ chức y tế huyện cưới vợ cho con trai. Không có mặt không được, mình là cấp dưới mà. Để cấp trên lượm quách thì đến khi nào mới mọc mũi sủi tâm được. Bây giờ em đi, 8 giờ sáng mai ăn cỗ,
cùng lắm là 11 giờ trưa là có mặt ở nhà rồi. 13 giờ chưa thấy vợ về, anh Tông đạp xe sang bên xã hỏi mấy người cùng đi giữ đám cưới. Thấy họ đã về từ lâu thì anh liền hỏi: có gặp chị Mận trên huyện không? Họ lắc đầu: từ lúc đến tới lúc về á, chẳng nhìn thấy chị Mận đâu ạ. Cứ ngỡ chị ấy không đi chứ. Cái tình y sĩ Mận bị mất tích lan nhanh như một luồng gió độc. Ông Hoàng huy động tất cả những ai đủ sức khỏe trong dòng tộc Trần Văn đi tìm kiếm. Họ hăm hở khi ra đi, buồn vời vợi lúc trở về. Một buổi chiều chậm chậm trôi qua mà tin tức về chị Mận vẫn biệt vô âm tín, cứ như chị Mận chưa hề sinh ra trên cõi đời này. Đến lúc này, mọi người đều tin số phận của chị Mận lành ít dữ nhiều. Nhìn vẻ mặt cực kỳ lo lắng, âu sầu của anh Tông, ông Hoàng trấn an: anh Tông á, đừng có lo lắng quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Biết đâu chị ấy rẽ vào nhà bạn bè trên huyện, mãi vui rồi quên báo tin về cho chồng biết. Nói vậy chứ ông thừa biết chị Mận không phải là người ham vui, chơi bời vô tội vạ. Chị là người của làm việc, làm có trách nhiệm. Anh Tông chán nản: nhà cháu bảo dưỡng xong đám cưới lúc 8 giờ sáng sẽ về ngay, vì buổi chiều còn phải triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa đông xuân năm tới. Chị lo. Anh Tông bỏ dở câu nói để buông ra tiếng thở dài não nụt. Đôi mắt anh rớm lệ như sắp khóc. Trong đôi mắt ấy như chứa đựng cả một màn đêm âm u đầy tuyệt vọng. Ngoài trời sương rơi dày đặc, ánh trăng sớm mờ mờ ma mị. Cô em gái của anh Tông chặn lại: phủi phủi cái mồm xui xẻo của anh đó. Chị ấy khỏe mạnh, minh mẫn, chắc chắn chị ấy đã rẽ vào nhà bạn. Chị ấy có nhiều bạn trên huyện lắm, mỗi người chỉ cần giữ lại một chút thôi thì cũng mất toi nửa ngày rồi, có gì đâu mà phải đi tìm. Nói để động viên anh Tông, chứ trong lòng tất cả đều nghĩ chị Mận không bị ma giấu thì có khi bị ma dìm chết ở một cái ao, cái hồ nào đó rồi. Nói đâu xa, chuyện xảy ra hồi đầu năm, một vụ ma giấu vẫn còn ám ảnh mọi người dân trong làng. Chiều hôm ấy, bà Phán ra thăm lúa lúc trời sâm sẩm ở khu đồng miếu cô Hương. Bỗng nhiên đau bụng quặn lên dữ dội, nhìn trước nhìn sau không có ai, bà tạt vào sau cái miếu xả ngay chất thải đang khiến bà khó chịu. Tối muộn, chồng con không thấy về, bèn đốt đuốc đi tìm. Vừa đi vừa gào vang vọng khắp hang cùng ngõ hẻm, xóm làng rậm rịch suốt đêm. Bà Phán như mất hút vào cánh đồng lúa sắp trổ đồng. Đến khi mặt trời lên bằng hai con sào, người ta mới phát hiện ra bà Phán đang đứng giữa bụi tre gai rậm rạp nhất. Không ai hiểu bà vào đó bằng cách nào. Ông Phán phải nhờ đến lũ trai tráng khỏe mạnh vùng dao chặt tre mở lối mới đưa được bà ra ngoài. Sợ nhất là đôi mắt của bà cứ trừng trừng ngây dại và vô hồn. Toàn thân bà ướt sũng sương đêm, rét run cầm cập. Bụng bà phình to như người có thai 5 tháng. Y sĩ Mận cho bà uống mấy viên thuốc sổ. Lát sau, bà Phán nôn thốc nôn tháo ra toàn là cóc nhái, cua ếch. Tất cả còn sống nguyên, nhảy lòi nhòi. Bà Phán tuy được cứu, nhưng trở thành một cái xác không hồn, hơi thở hắt ra như người sắp chết. Người ta đưa bà lên bệnh viện huyện cấp cứu. Bác sĩ khám rất kỹ rồi trả lời: bà ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Mấy ông bà nhà quê toàn vé chuyện không à, động tí là lao lên viện. Về nhà ăn uống tốt vài ngày là khỏi. Có bệnh phải vái tứ phương. Về đến nhà, mỗi người mách một phương pháp chữa trị, kể cả bùa chú gọi hồn. Ông Phán đều làm tất cả nhưng đều vô hiệu. Bà Phán lúc tỉnh lúc mê, nói năng lộn xộn, nhưng mọi người cũng hiểu nguyên do. Vậy chẳng phải ma tà quỷ quái thì là cái gì? Trời sập tối, tất cả các nhóm người đi tìm chị Mận đã lục đục trở về. Những cái lắc đầu chán nản kèm theo những tiếng thở dài phân ưu
cho đúng với hoàn cảnh của anh Tông. Ông Hoàng bảo: giờ cũng muộn rồi, mọi người về ăn uống qua loa, chừng một tiếng sau chúng ta tập trung lại đây. Khi đi nhớ mang theo đèn pin, đuốc soi. Nhiều khả năng chúng ta phải đi tìm suốt đêm đấy, nghe rõ chưa? Chẳng lẽ một con người đang sống bỗng nhiên mất tích mà không hề để lại dấu vết gì hay sao? Ông Hoàng như một người chỉ huy sáng suốt và nghiêm khắc. Mọi lời nói của ông đều được người trong họ chấp hành một cách nghiêm chỉnh, kể cả hai ông chú ruột của ông Hoàng. Mọi công to việc lớn của dòng tộc, của từng gia đình đều được ông Hoàng giải quyết trôi chảy. Tính ông quyết đoán nhưng cũng cực kỳ gia trưởng. Tuy mới ngoài 60 tuổi mà ông đã để râu dài ngang ngực nên ông có vẻ già hơn tuổi. Cả họ Trần Văn ai cũng nể sợ. Hầu như ông nói câu gì không ai dám phản đối, dù là đúng hay sai. Nghe ông Hoàng nói vậy, mọi người lần lượt ra về mà lòng trăm mối ngổn ngang. Tiếng gió rít từng cơn trên vòm lá, tiếng chim cú rút lên từng nhịp như báo trước một đêm không yên tĩnh. Tiếng khóc ơ hờ của bà mẹ chồng, bà mẹ đẻ chị Mận cất lên ai oán thê lương. Con ơi là con, đêm nay lạnh giá con ngủ ở nơi đâu? Ơi, con ơi là con. Ông Hoàng gắt lên: đừng có làm cho người khác rối ruột, nó đã có chết đâu mà các thím khóc. Giữa lúc mọi người đang chào nhau ra về thì chợt nghe tiếng bước chân gấp gáp chạy thình thịch kèm theo tiếng gọi: cụ trưởng ơi, cụ trưởng, cháu tìm thấy thím Mận rồi. Ông Hoàng bật dậy hỏi dồn dập: thấy rồi hả? Ở đâu? Còn sống không? Một người đàn bà trẻ vừa thở hổn hển vì chạy trên đoạn đường quá dài vừa đáp: Ở trong miếu cô Hương á, không biết sống hay là chết nữa. Miếu cô Hương thì ông Hoàng chẳng xa lạ gì. Nó trống hờ trống hoác, người đi qua chỉ cần liếc mắt cũng đủ thấy mọi vật bên trong. Tại sao ngần ấy con người qua lại bao nhiêu lần mà không ai nhìn thấy nhỉ? Ông Hoàng phân công: đàn bà con gái ở nhà động viên hai bà mẹ của chị Tông đi, còn đàn ông thì theo tôi ra miếu. Thế là đoàn người lại rần rần theo gót ông Hoàng. Qua ánh lửa chập chờn mờ ảo, mọi người nhìn thấy chị Mận nằm cong queo trong gầm miếu, chẳng rõ còn sống hay đã chết. Con cháu họ Trần Văn mặt mũi tái xanh tái xám, cắt không còn giọt máu nào, đứng nhìn từ xa. Ông Hoàng điên tiết chỉ từng người mà quát: Thằng này nữa, vào khiêng chị Tông ra. Vào, ma quỷ ở đâu mà lắm thế, toàn chuyện tầm bay tầm ba, vào ngay. Cực chẳng đừng, những người bị ông Hoàng chỉ định nhớn nhác tiến vào. Phải khó khăn lắm người ta mới lôi được chị Mận ra khỏi cái gầm miếu chật chội. Người chị mềm nhũn như tàu cải phơi hai nắng, hơi thở khò khè, yếu ớt. Mới chiều qua, chị Mận thuộc diện người có da có thịt. Thế mà chỉ có hơn 20 tiếng đồng hồ không ăn không uống, trông chị tiều tụy đến thảm hại. Mái tóc dài phủ xuống khuôn mặt hốc hác, hai hàm răng trắng bóc của chị như nhô ra phát khiếp. Một người hét to: may quá, chưa chết. Một người khác thì thầm: đúng là ma nó hành rồi. Chuyện vòng cô Hương, vòng lũ trẻ thường xuyên hiện hình. Chuyện ông Bình bị ma vật chết, chuyện bà Phán, chị Mận bị ma giấu, nhanh chóng lan truyền trong xã và lan sang cả các vùng xung quanh. Các bậc cha mẹ cấm tiệc con cháu, không được lai vãng ra gần cây gạo. Mọi phân công của chủ nhiệm hợp tác xã, hễ dính dáng đến gần khu vực miếu cô Hương thì ai cũng lắc đầu ngoài ngoại. Không nhận đâu, không làm đâu. Thần cây đa, ma cây gạo, cố cáo cây đề. Đành chấp nhận ăn đói một chút vậy, ra đấy để chết à. Có người cho đó là chuyện ngẫu nhiên. Cũng có người tin rằng đó là sự báo ứng theo luật nhân quả. Linh tại ngã,
bất linh tại ngã. Họ tranh luận ở bất cứ nơi nào, từ trong cuộc họp đến ngoài đồng. Nhóm Duy Tâm mắng té tát nhóm Duy Vật là kẻ vô thần. Nhóm Duy Vật mắng lại phía Duy Tâm là bọn cuồng tính. Vài lần suýt xảy ra ẩu đả, rất may có người kịp can ngăn. Biết làm sao được khi mà bao nhiêu chuyện xảy ra nhãn tiền mà chưa có sự can thiệp của khoa học một cách sáng tỏ, minh bạch. Các cấp chính quyền đoàn thể trong xã đau đầu nhức óc. Họ là những người lãnh đạo có tâm. Họ trăn trở đêm ngày vì đời sống của nhân dân còn thấp. Họ luôn sống vì người khác. Đúng với câu, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ. Chuyện mà cô Hương cứ đập vào tai họ mỗi ngày, không thể bịt tai bưng mắt. Tuyên truyền giải thích nào có ai chịu nghe. Người ta cứ ậm ừ, không ra phản đối, cũng chẳng ra công nhận. Có trời mới biết trong đầu mọi người nghĩ gì. Mà cứ để mọi người thờ cúng hương khói suốt ngày, thì nỗi ám ảnh về ma tà quỷ quái sẽ bám riết lấy tâm trí người dân Đồng Tiến. Còn thời gian đâu mà làm việc. Thật bế tắc. Trong cuộc họp bàn về lao động sản xuất, ông trưởng ban văn hóa xã phát biểu rất là gay gắt. Toàn việc trời ơi đất hỡi không à, làm lãng phí bao nhiêu thời gian của quỹ ban. Ta cứ thuê một chiếc xe ủi, làm một phát bằng đi cả cây gạo lẫn cái miếu, để xem những cái bóng ma ấy trú ẩn vào đâu. Người ủng hộ, kẻ lắc đầu lè lưỡi. Ông ta nói thêm, việc này không ai dám nhận thì tôi xin làm. Trách nhiệm đâu á, tôi chịu. Trước ngày thi công sang ủi mấy ngày, chị Hân, vợ người lái máy ủi, nằm mơ thấy một thiếu phụ dắt mấy đứa con nhỏ đến nói với chị. Này, ta bảo cho nhà ngươi biết, nếu chồng mi phá nhà ta sẽ phải nhận hậu quả thảm khốc đấy. Sáng ra chị kể lại với chồng. Anh Hân gạt đi. Ôi xời, em cứ lo hảo à, thời nay làm gì có ma quỷ. Nhưng ba đêm liền, chị Hân đều mơ cùng một giấc mơ, cùng một câu nói như thế. Chị ra sức ngăn cản chồng. Đến ngày hẹn, anh Hân lên xe nổ máy. Chị Hân nằm lăn ra trước đầu xe ủi và nói với chồng. Anh muốn đi thì cứ đè qua cái xác của tụi đi, để tôi khỏi phải chứng kiến cảnh nhà cửa tan hoang, chồng con chết thảm trong đớn đau. Dù là người đảo gốc toàn tòng, nhưng trước hiện tượng không thể phủ nhận, anh Hân cũng có đôi chút đắn đo. Vợ chồng anh sửa một cái lễ, nhờ ông quản ra miếu cô Hương xin phép. Đất có thổ công, sông có hà bá. Đêm ấy, ông quản áo mũ chỉnh tề, nghiêm trang làm lễ. Ông khấn, vì miếng cơm manh áo mà anh Hân phải làm, mong các vong hồn đại xá. Thật kỳ lạ, nấm hương ông quản vừa thắp lên chỉ cháy được chút ít là tắt ngấm, đốt thế nào cũng không chịu cháy tiếp. Ông quản tung hai đồng xu xin âm dương, ba lần đều không được như ý. Ông quản bảo, tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà các vong không có đồng ý, đành chịu thôi anh à. Nói xong, ông thở dài thu dọn đồ nghề ra về. Anh Hân phải ra quỹ ban xin hủy hợp đồng. Ông chủ tịch xã băn khoăn lắm. Cha ông ta xưa từng nói, có thờ có thiên, có kiên có lành, chắc chắn phải có lý do của nó chứ. Ông từng biết, ở tỉnh nọ khi mở đường giao thông, gặp phải một cây đa cổ thụ mấy trăm năm nằm chình ình giữa tâm đường. Đơn vị thi công nhiều lần cho xe ủi đến kéo đổ, nhưng lần nào cũng vậy, hễ xe đến gần đều bị chết máy, không sao khởi động lại được. Chỉ đến khi cho xe khác vào lôi ra thì lại hoạt động bình thường. Đơn vị thi công lẫn chủ đầu tư khiếp đảm, thành ra con đường mở gần đến cây đa phải chia ra làm hai, phần giữa nhường chỗ cho cây đa. Ông chủ tịch không mê tín, nhưng cũng không đủ can đảm xem thường chuyện tâm linh. Ông gọi trưởng thôn lên căn dặn. Tuy là chuyện tâm linh,
nhưng vẫn phải tiến hành một cách khoa học và chu đáo. Nếu không khéo, sẽ trở thành xem thường bán bổ thần linh, thì hậu quả khôn lường. Chuyện của thôn ông thì ông phải có trách nhiệm tháo gỡ. Quỷ bàn sẽ hỗ trợ ông hết mình. Ông trưởng thôn tròn mắt ngạc nhiên. Đã là chuyện tâm linh, lẽ dĩ nhiên phải làm lễ cúng bái trừ ma trừ quỷ, lại còn bày đặt phải khoa học, phải minh bạch, rõ là mâu thuẫn. Nghĩ là như vậy, nhưng ngoài miệng ông vẫn phải vâng dạ. Chị Mận tuy thoát chết nhưng còn khổ hơn chết. Ngày đêm mê mê tỉnh tỉnh. Những lúc mê, chị tự cào cấu thân mình, tự xé quần xé áo gào thét từng hồi ghê rợn, khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải rùng mình sởn gáy nổi hết cả da gà. Những lúc tỉnh táo, bên tai chị luôn vẳng tiếng trẻ khóc thê lương ma mị. Chị nằm trong buồng thì tiếng khóc vang lên từ phòng khách. Khi chị ra phòng khách thì tiếng khóc lại vang lên từ trong buồng ngủ. Một tối, có cảm giác như có ai nhìn mình từ đằng sau. Chị quay phát lại. Trước mắt chị hiện ra một thiếu phụ mặc toàn đồ trắng. Tay phải bế một đứa trẻ sơ sinh, tay trái dắt mấy đứa trẻ trần truồng. Cái nhân ảnh ấy nghiêng nghiêng mái đầu hỏi. Chị Mận, chị còn nhớ em chứ? Hương đây nè, cái hương chữa hoang của chị đây. Chị Mận không còn đủ bình tĩnh để phân biệt đâu là mơ, đâu là thật. Hơi lạnh từ các thây ma tỏa ra thấm vào tận xương tủy, khiến chị như bị ngâm vào thùng nước đá. Đầu chị đau buốt. Chị lao vào buồng, kéo chăn trùm kín. Chị hốt hoảng đến bạt vía kinh hồn khi phát hiện từ trong chăn một cái đầu ngoi lên, nhè cái miệng đỏ lòm. Chị hét lên: Chúng mày muốn gì? Lũ trẻ đồng thanh: Hãy trả mạng cho ta, hãy trả mạng cho ta. Tao không có lỗi, cha mẹ chúng mày yêu cầu tao mới làm chứ. Lũ trẻ nói: Đành rằng là như vậy, nhưng bà lại mang thân xác chúng tôi đi nấu chín để nuôi lợn, nghĩa là bà giết chúng tôi tới 2 lần. Hãy trả mạng cho chúng tôi. Nói rồi lũ trẻ xông vào cắn xé chị Mận. Chị Mận hoàn toàn thụ động, chân tay cào cấu vào chiếc chăn. Chị thét lên: Ma, cứu em với, anh ơi. Anh Tông choàng tỉnh. Những bóng ma thoát biến vào màn đêm. Nhìn người vợ mềm nhũn, anh Tông hiểu cơn ác mộng đã khiến cho vợ anh mang nỗi sợ tột cùng. Anh thương vợ lắm, nhưng quả thật không biết phải làm thế nào. Suy đi tính lại, anh quyết định sang xin ý kiến của ông Hoàng. Nghe anh Tông trình bày, ông Hoàng bảo: Ngày thằng Bo nhà anh mất, cụ quản có hứa với tôi tìm hộ thầy pháp về trừ lũ ma này. Nhưng rồi bao nhiêu công việc cứ tràn lấp đi, giờ chẳng rõ cụ ấy còn nhớ tới lời hứa ấy không nữa. Tôi ngại cụ ấy phật ý nên không có dám dục. Giờ công việc khẩn cấp lắm rồi, phải sang cầu cứu thôi. Nói xong, hai bác cháu ông Hoàng tất tả đến ngay nhà của ông quản. Sau một tuần trà, ông Hoàng chậm rãi nói: Thưa cụ, rất mong cụ cứu cho. Con cháu họ Trần Văn chúng tôi biết ơn cụ nhiều lắm. Ông quản bảo: Tôi nhiều việc quá nên quên khuấy đi mất. Thành thật xin lỗi cụ nha. Rất mong được cụ lượng thứ. Nói rồi, ông quay sang bảo anh Tông: Tôi sẽ viết một lá thư, phiền anh mang giúp lên tỉnh. Cụ và anh Tông yên tâm đi, nhận được thư này nhất định là người ấy sẽ về. Giờ hai bác cháu ngồi xơi nước, tôi tranh thủ viết mấy chữ gửi cho chú ấy. Cầm lá thư của ông quản viết, anh Tông đọc dòng chữ ngoài bì:
thần gửi chú Huấn, bác sĩ khoa tâm thần, bệnh viện đa khoa tỉnh. Thì ra toàn là người quen biết cả. Anh Tông thở vào nhẹ nhõm. Đúng hẹn, ông Huấn có mặt tại Đồng Tiến. Bỏ qua mọi thủ tục đón tiếp thông thường, ông Huấn đề nghị dẫn ngay ra miếu của cô Hương. Ông yêu cầu chặn hai đầu đường lại, chắc ông sợ mọi người đi lại sẽ ảnh hưởng đến công việc. Phía quỹ ban ủng hộ, bởi họ cũng lo dân làng đến xem sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, ám ảnh đến tinh thần. Vì thế, đoạn đường qua miếu cô Hương tạm thời bị chặn lại, có công an xã canh gác cẩn thận. Những ai cần đi qua đều phải tìm lối khác. Xong xuôi, ông Huấn rút từ trong cái túi vải ra một cái gương. Ông đứng từ xa, nghiêng cái gương qua lại liên tục, lựa phản chiếu của ánh sáng mặt trời soi vào trong miếu. Đoạn ông lấy ra một vật không biết làm từ chất liệu gì, hình ống, dài hơn 20 phân, đường kính chừng 5-6 phân, có lỗ hình vuông ở giữa, rất giống với cái ống nhòm thời cổ. Ông giơ cái ống ấy lên nheo mắt nhìn qua cái lỗ hình vuông. Ánh sáng phản chiếu từ cái gương soi đến đâu, ông đưa mắt theo đến đó. Vừa làm, ông vừa nói: đúng là trong miếu có một vong nữ. Vong này đang ngồi tựa lưng ở góc miếu. Giữa nền miếu có 5-7 vong hài nhi nằm lăn lóc, chắc chúng đang ngủ. Ông Hoàng, anh Tông tròn mắt kinh sợ. Không biết bằng cách nào mà ông Huấn có thể nhìn thấy vong cô Hương và lũ trẻ con. Ông Quảng gật nhẹ đầu ra chiều biết rồi. Ông Huấn nói tiếp: những vong khác nhìn thấy tôi đều khép nép sợ hãi, thế mà vong này lại nhìn tôi với vẻ mặt dữ tợn. Chắc không dễ dàng hàng phục được nó. Nhưng mà các cụ cứ để tôi làm thử xem sao. Ông Quảng bảo: không nhất thiết phải đuổi chúng đi nơi khác, chỉ cần chúng hứa sống hòa thuận, đừng có gây tai ương cho dân làng, thì dân làng sẽ quanh năm hương khói cẩn thận. Ông Hoàng nói thêm: cụ Quảng nói rất hợp với ý của chúng tôi, mong thầy hết sức giúp đỡ. Ông Huấn bảo: phiền cụ tìm cho một cô gái bằng tuổi với vong nữ lúc chết đi, nghĩa là đủ 18 tuổi. Ông Quảng bấm ngón tay rồi bảo anh Tông: anh chạy về xóm cuối gọi con Màu ra ngay đi, nói rằng tôi bảo thế. 20 phút sau, cô Màu có mặt. Ông Huấn bảo cô Màu nhắm mắt ngồi xếp bằng tròn ngay cửa miếu. Ông trùm kín đầu cô một khăn vuông màu đỏ. Chuẩn bị xong, ông đốt hương và đi xung quanh cô Màu mấy vòng. Một tay ông cầm chiếc chuông bằng đồng nhỏ, một tay ông đặt nhẹ lên đỉnh đầu cô Màu, miệng lẩm nhẩm khấn. Lời khấn của ông đơn giản chứ không cầu kỳ phức tạp như ông Quảng. Hỡi vong hồn cô Lê Thị Hương, hỡi các vong hài nhi khuất mài khuất mặt đang trú ngụ trong miếu, có oan ức gì hãy nhập vào người ngồi trước miếu và nói ta nghe, ta sẽ tận tình giúp đỡ cho toại nguyện. Nói xong, ông Huấn rung nhẹ quả chuông cầm tay. Quả chuông tuy nhỏ nhưng tiếng ngân vang của nó lại khá xa, người làng đứng ở khoảng cách 30 mét vẫn còn nghe thấy. Phải lúc sau mới thấy người cô Màu lắc lư. Ông Quảng nói nhỏ: vòng đã nhập. Bỗng cô Màu hất tung vuông vải đỏ, mắt trợn ngược nhìn ông Huấn. Bằng một giọng nói nhẹ nhàng, ngọt như tẩm mật, ông Huấn dỗ dành: tôi biết cô là ai rồi, tôi cam kết không có làm hại cô cùng lũ trẻ. Có nỗi niềm gì oan khuất á, xin cô cứ nói đi. Tôi xin cô cứ nói. Đúng như người xưa hay nói, dỗ như dỗ vong. Ông Huấn cứ liên tục lặp lại nhiều lần câu nói đó, nhưng cô Màu vẫn ngồi im như pho tượng. 5 phút sau, cô Màu rùng mình một cái rất mạnh, rồi ngã vật ra đất, người lả đi, hơi thở hổn hển. Ông Huấn nói với ông Quảng, với ông Hoàng:
Vòng chưa chịu nói ra hai cụ à. Để cô Mầu nghỉ ngơi một lúc cho lại sức đi, tôi sẽ làm lại lần nữa. Ông Hoàng anh Tông có thể không biết, chứ ông Quảng thì quá quen thuộc với chuyện áp vong này. Chẳng qua pháp thuật của ông chưa cao mà các vong lại sắp thành ngạo quỷ, nên ông không dám động thủ. Người làm nghề thầy pháp luôn biết lựa sức mình. Nếu không đủ tài hàng phục yêu thì không bao giờ họ dám nhận. Hậu quả sẽ đến ngay với họ tức thì. Ngay người cho vong nhập vào cơ thể cũng rất mỏi mệt, gấp cả chục lần đào thùng đấu. Chờ cho cô Mầu hoàn toàn trở lại bình thường, ông Huấn lại tiếp tục công việc. Lần này vong cô Hương nhập ngay, nhưng vẫn im lặng không chịu lên tiếng. Mắt cô Mầu trợn ngược nhìn ông Huấn đầy uất hận. Lập tức ông Huấn giáng ngay một đạo bùa lên trán cô Mầu, nhằm không để vong cô Hương tự do đi về như lần trước nữa. Ông Huấn đi lại thầm thì: "Hãy nghe lời khuyên nhủ của ta đi, hỡi cháu Lê Thị Hương, ta sẽ hết lòng giúp đỡ. Hãy nói đi, cháu gái của ta." Thêm vài phút nữa trôi qua, vong cô Hương vẫn im lặng. Ông Huấn bảo: "Ta đã cạn lời khuyên nhủ, nhưng tà tâm của vong cứ mãi ôm hận thù, không chịu cải tà quy chính. Vậy nếu có điều gì tệ hại xảy ra thì không phải lỗi tại ta. Cô Lê Thị Hương nghe rõ lời ta nói chứ?" Nói xong, ông chồng hai bàn tay đặt lên đỉnh đầu cô Mầu. Một phút, hai phút, rồi ba phút. Mọi vật như ngừng lại, không gian như đông cứng. Có thể nghe rõ cả tiếng đập của trái tim trong lồng ngực. Từ đỉnh đầu cô Mầu bay lên một sợi khói đen mỏng mảnh, kèm theo tiếng gầm gừ phát ra như một con hổ dữ. Bất chợt cô Mầu thét lên: "Ôi cha mẹ ơi, đau quá, đau quá, cút đi, cút đi." Rồi cô chọc thẳng hai bàn tay vào mắt ông Huấn. Ông Huấn hơi nghiêng đầu tránh mười ngón tay sắc nhọn, mà vội cầm ngay cái chuông bên cạnh rung lên rất mạnh. Cả thân người cô Mầu rung lên bần bật, rồi ngã lăn ra đất quằn quại. Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Giữa lúc đó, tiếng em gái anh Tông đứng từ nơi rào chắn hét to: "Anh Tông ơi, về ngay đi, chị ấy tự tử rồi." Ông Hoàng anh Tông bỏ lễ áp vong, ba chân bốn cẳng chạy về. Nhưng không kịp nữa rồi, chị Mận đã chết được hơn nửa giờ đồng hồ. Ông Huấn cũng thôi rung chuông, ông nhẹ nhàng nâng đầu cô Mầu ngồi dậy ngay ngắn. Người cô Mầu lạnh toát như một tảng băng. Ông Huấn giận dữ bảo: "Cháu đã hạ lòng chưa? Cháu tàn nhẫn lắm, chị Mận không đáng phải chịu trả thù như thế." Vòng cô Hương thở dài: "Không phải cháu, chắc là lũ trẻ làm thôi. Mà lũ trẻ thì tàn bạo lắm, chúng còn trẻ nên cứ thích là chúng làm bất chấp hậu quả." Điều này ông Huấn tin vào vong cô Hương nói thật, bởi vong cô hiện vẫn đang nhập vào thân xác cô Mầu. Biết oán thù trong lòng vong Hương đã có phần dịu xuống, giọng ông Huấn trở lại ngọt ngào: "Cháu và lũ trẻ vì tham sân si mà gây bao tội lỗi. Những nạn nhân ấy cũng là trong họ ngoài làng của cháu cả. Đừng có làm hại họ nữa. Ta sẽ gửi các con vào chùa ngày đêm tu tỉnh, xa lìa tội ác quán cừu, cho tấm thân được nhẹ nhàng, để vong hồn các con không bị đọa để địa ngục. Hãy khởi niệm từ bi đi, tin sâu vào tam bảo, hồn về cõi Phật an vui. Ta nói bấy nhiêu, mong các con hiểu lòng ta." Vong cô Hương cúi đầu nói nhỏ: "Con xin nghe lời chú." Ông Huấn giơ lên cái bình sứ nhỏ hình quả bầu, hô to ba lần: "Khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập." Từng làn khói đen lần lượt chui vào cái bình. Ông Huấn lập tức đẩy nắp bình lại và dán lên đó một đạo bùa. Ông Huấn trao cái bình cho ông Quảng, dặn dò: "Anh mang về chùa làng
để các vong linh quanh năm được nghe kinh hồi hướng, để được hưởng đồ tế lễ của dân làng, và cũng để linh hồn các cháu mau được siêu sinh tịnh độ. Nhớ dặn mọi người đừng có bao giờ mở nắp. Nói rồi, ông Huấn chào mọi người ra ngay đường cái đón xe về tỉnh. Biết bao công việc trên bệnh viện đang chờ ông. Một tuần sau, cái miếu cô Hương được quỹ ban cho xe ủi sang phẳng, còn cây gạo thì vẫn giữ lại. Lần này, ông Quảng xin phép thổ công thổ địa một lần được ngay. Từ đó, làng Đồng Tiến trở nên thanh bình yên ả. Người với người sống vị tha và yêu thương nhau. Thì ra cuộc sống có nhiều sự việc không đơn giản, cứ muốn là được. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Những vong hồn trẻ trả thù, tác giả Nguyễn Sĩ Đoàn. Cảm ơn Nguyễn Sĩ Đoàn đã mang một câu chuyện rất là có ý nghĩa đến cho tất cả quý khán thính giả chúng ta. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.